Biến Bình Định xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Biến Bình Định sẽ quay về một cái lĩnh vực nhà vệ sinh cho mọi người. Thì cái rất là đơn giản, tiện lợi với hai màu sắc. Một là màu đậm và có viền nha, những bông hoa cho mọi người. Hai là màu trắng lợt nha. Thì cái toilet như thế này rất là đơn giản và độ sắc nét rất là cao nha. Thì đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây, cái điểm đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đây là hộp gen nha. Đây, cái lĩnh vực này là hộp gen. Đó, là bên sau cái hộp gen này là những ống nước nha. Thì đây là những cái đường viền. Lắc quá ha, lắc hay mà. Rồi đây là những cái đường viền của nhà vệ sinh nha. Đó, rồi cái điểm màu đậm nè. Thì thợ đóng rất là nét nha mọi người. Thì lúc thi công thì mình cũng có thời gian mình quay nha. Thì hôm nay đã hoàn thiện xong cái nhà vệ sinh này rồi và đã ron sạch sẽ rồi, đã lau chùi sạch tương đối chuẩn rồi nha. Thì mình sẽ quay cho những gia chủ nào mà cảm thấy những cái nhà vệ sinh này thích phù hợp với mình thì mình sẽ làm một cái nhà vệ sinh cũng sẽ như thế này nha. Đó, đây đây là cái không gian đầu tiên này là của cái bồn cầu này. Đó là cái xịt rửa nha mọi người đó. Và đây là cái vòi sen nóng lạnh. Đây, hai chiều này, chiều nóng và chiều lạnh nha. Nóng lạnh của cái vòi sen tắm rửa nha. Đây là gạch men. Gạch men này là 30-60 nha. Đấu rất nét, rất là chuẩn, không chớp nha mọi người, không chớp nha. Rất là nét. Đây là trần có cái thông thoáng của cái vòi hút nha. Đó, đây nó chi tiết rất là nét. Đó, một căn phòng như thế này. Đây là cái khu gọi là lavabo rửa mặt nha. Đó, rất là đẹp. Và có cái kiến soi nha, kiến để soi gương nha mọi người đó. Và cái bồn lavabo rửa mặt nè. Đó, cái khoảng như thế này. Thì thợ này nó thi công mình chứng kiến là dùng bằng tay đỡ bóc kia và làm độ sắc nét rất là cao, mọi người không dùng máy nha. Đó, họ đỡ phân biệt cái sự đẳng cấp của họ, họ không dùng máy nha mọi người. Đó. Đây là cửa kiến bằng nhôm thì nó sẽ tạt nước vào, nó không bị rỉ sét và không bị hư hao nha. Đây mình sẽ đóng lại này nè. Đó, đây là một áo nè, rất là đặc sắc trong cái căn vợ nhà vệ sinh cho gia đình dùng này. Đó, và đây là những cái vần nền thì nó chống trượt nha mọi người. Đó, là những cái ô nổi này rất sang. Đây, cái độ nét của thợ đó là này, bóc kê nền này. Nền này là những cái vần ron này, nó sẽ ăn qua trên bức vách như thế này, chính xác rất cao. Đó, không ấy nha mọi người, không có điểm lỗi nào đâu, đỡ mình chờ nha mọi người. Đó, đây bọc kề thôi, đi qua này. Đây là qua một cái góc cạnh này, ron ăn rất đặc sắc này, và chính một kia. Đó, đi thẳng vào cái ron kia và đi đứng lên như thế này. Đó, là chính xác luôn nha mọi người, 100% luôn nha. Đó, đây là một cái cửa thu sàn, họ làm rất là nét. Khi họ không đắp một cái viên gạch là gọi là nó sẽ bị đậm nước nha mọi người. Thì một cái viên gạch như thế này họ sẽ cắt ra theo thành mảnh, ghép theo cái phiểu như thế này nha. Thì nó tạo được cái độ dốc gọi là cái điểm thu nước nha mọi người. Thì nước nó sẽ rút xuống, không còn đậm một hộp nào nha. Đó, đây này. Đó, mọi người thấy được cắt này rất là nét. Đó, thì một cái nhà vệ sinh như thế này mình hướng dẫn với mọi người và một cái điểm chung chung nha mọi người. Rồi, Biển Bình Định xin chào mọi người nha. Cảm thấy video của Biển Bình Định có hữu ích thì hãy đăng ký, like và share và ủng hộ cho Biển Bình Định nha. Rồi, chào tất cả mọi người.